Tao nhìn thấy chữ tách rồi, ok. Đúng rồi, chứ không. Tao đã nhìn thấy chữ tách rồi, mày đừng có dụ bố mày nha. Tao nhìn thấy chữ tách tờ E, L, X rồi, hai cái chữ cao ở đầu rồi nha. Mày đừng có dụ cha mày nha. Ủa mày đâu có mặc áo vú đâu ta. Mày mua cho mày cái áo vú. Hai cái áo ngực hôm qua mày còn vàng áo hết. Tách tách tách. Biết mẹ được rồi, mẹ là cũng vui đó, kinh quá. Mày duyên vãi cả ai là mày biết như vậy được rồi, mày còn phải khui ra trước lại hả? Ừ. Mày phê với mọi người là mày không có, mày kêu mọi người đừng tặng nữa hả? À, cho biết cái này nè. Mày đưa cho thằng cô đây là đắp mắt kìa. Mắt nó dạng này nó hơi bị quần thâm đó, mày đưa cho nó mẹ mày đắp mắt đi. Hôm nay là lấy cái son của ta đưa nghi đó, mày đắp cho nó đắp mắt đi. TikTok nó kìa, TikTok nhắn tin là TikTok này quét mấy cái này ra nha. Các mấy trong thằng được nha, chú mừng nghe bé. Kêu. Kêu đối bà. Ok nha. Yeah. Ok không Hồng? Chú hơi sợ. À, cái này là băng ngày. Màu Phật bình tăng. Băng đêm. Đá quy y cờ Phật. Xin những yêu quái hay né khỏi đường ta. Wow, băng đêm hơi bị nhiều nha. Băng đêm thì mình hơi xài chủ yếu mấy cái tả đi. Mình hơi xài mấy cái đó chứ không có xài mấy này nhiều. Cười cười hết. Đây em dành cho má sao? Cái gì vậy? Lên combo 2 bánh. Không, chập chập chập. Ok mọi người ơi, 2 combo 2 bánh gạo đứt lên liền rồi mọi người ơi. Đã giảm cho mọi người rồi, giảm thêm 15 ngàn nữa rồi. Có nghĩa là giảm. Đây, tao chưa tính cái vụ hôm qua. Hôm qua tao về tao coi edit. Tao thấy cái lúc mà tao đang quay làm gì? Mày lấy 2 cái ly nước ép chưa hôm mày ngồi mày mút. Mày lấy 2 cái ly này mày ngồi mày mút vào môi mày. Có hả? Xong rồi đến lúc mà tao vừa mới đến bàn mày thả cái ly ra. Mày có gì muốn nói không? Kinh quá. Mày có gì muốn nói không? Tao không cứu được. Tao cứu tao chưa xong. Nam người ơi, cười cái gì mọi người, cười cái gì mọi người, chốt đơn mọi người, cười cái gì. Rồi bây giờ tôi lên cho mọi người combo bánh thiền phủ hạt cộng với lại nước một tí đồ này. Để mọi người chốt một combo luôn đi cho nó dễ. Vừa có bánh ăn ngon lại còn có nước để uống ngon nữa. Thì bây giờ mọi người vào cửa hàng chốt liền đi mọi người ơi. Nào mọi người ơi. Từ từ nha. Mày nhắc một phố này. Chốt đơn, chốt đơn. Bánh thiền phủ hạt là 129, bột tía tô là 115. Hai cái sản phẩm này cộng lại mọi người mua là khoảng tầm 230 đó. Thì bây giờ đang giảm cho mọi người tổng luôn này, 62%, còn 219 thôi. Mọi người vào giỏ hàng để chúng ta cùng nhau chốt đơn này. Thì như là ngồi giới thiệu sản phẩm đơn nó không tăng hay sao á. Hát vài đơn nó mới tăng. Kiểu là người ta nghe mình hát hay thì người ta mua quà tặng người ta vào, người ta chốt đơn chắc phải chiếm bài để hát thôi. Chào chương nữa bạn. Rồi tôi hát một bài đơn, phải tăng lên vài đơn giúp nha mọi người. Đấy. Nghe một bài thay vì bỏ ra mua quà sư tử thì bây giờ quy ra thành việc mua. Chốt đơn mạnh nha mọi người ơi, chốt đơn liền nha mọi người, xong sóng đơn. Hát bài kia đi. Bài gì? Bài đêm trăng đá phi rằng. Đêm trăng đá phi rằng là bài gì? Bài tắt. Không biết. Chứ mà có thuộc nhịp nhạc rồi mà hát.
Thùng cao tới thùng mét cứng như mày đấy. Hát xong làm sao mà tăng được 12 mươi đơn thì ok. Ok, tăng được có 3 đơn. Rồi, chốt luôn nha. Nè. Tôi trắng căng đầu mai làm cô dâu. Người ta chắc chắn là thương. Đêm ngày chăm sóc lo nhiều hơn anh. Bàn tay anh ấm chai sông. Làm sao lo lắng được em cả. Xong rồi nghỉ sớm đi em mai còn cô đợi cái tiếng của tao ê người ta chân nhân đục trong ngày đẹp nhất là ngày khi ta tao có thuộc bài này đâu mà đau hoảng mày hôm bữa cái con này nó đang hát cái bài gì không nó bỏ mẹ rồi đó cho tao phải hát tao dặn tao từng chữ chốt đơn đi mọi người chốt đơn đi mọi người ơi sao mà mày đổi lắm thế? Từ từ để ta hát lại cái câu vừa rồi xem nào. Sao từ từ sao trời đổi đó. Từ từ nhá. Để ta hát thử lại câu này. Ngày nắng thương nhớ anh mang mấy sầu. Sao trời làm cho đấy. Mẹ ta chưa kịp đẩy luôn à? Cái gì? Gì vậy? Bố mày chưa kịp đẩy luôn, tắt con mày. Hất chắc đi cà phê đi một hồi. Hất chắc đi cà phê một đêm một hồi. Sao bọn này nó có những cái bài hát nó tựa đề đó. Chút bọc hứng thức nhất đi một bài hát. Bọn này bài hát là 1, 2, 3 Chút đây tháng anh đớn ngày trời. Hát xong một đơn nó không tăng nào thì chúng ta là đã thất bại trong cái cuộc chơi giải trí. Ôi bài gì đấy? Thức dậy đi. Là bài gì đó? Tăng được có một đơn. Bực lố, bực, ơi bác Kim. Bác Kim. Rất diệu. Hát bài khác, ta đang hát bài kia nhập tâm. Hôm nay mọi người bị nhẹt mũi rồi đúng không? Bố mày nhìn thở. Hay hay lắm. Hay cái gì mà hay đó, Tết mà đi hát nhạc năm mới. Cái thằng này. Trời, mấy tháng nữa với Tết rồi giờ nó còn phóng sinh. Mọi người chốt đơn đi mọi người ơi. Quất liền đây này. Tự nhiên nó nghe một hút hút. Bài gì đấy ta? Em biết. Là cô đen này. Để ta kiếm bài ta hát chốt đơn thôi nào. Nào mọi người ơi. Chốt đơn, chốt đơn. Mấy bài của... Chắc đi, chắc đi. À, từ từ, mấy cái bài ngày xưa đi. Bài mà xưa ơi là xưa rồi. Ngày xưa, các bài mấy xưa. Anh nghe nhạc mà đắng. Rồi, đây, 20 tỷ, còn trai 20 tỷ. Mày đàng hoàng đi. Trai rồi. Đấy, bằng con trai 20 tỷ.
Nào mọi người, con trai biết đi. Rồi, ok. Nói đừng có đem vậy. Nào. Vậy là làm như nào? Thấu làm như nào? Chuẩn bị lên mã tiếp theo nào nào. Chơi quá mày ơi. Mã tiếp theo. Quyên ghi lên mã nào thì tôi sẽ đọc lên cho mọi người nghe và nó chỉ có đúng là. Rồi ok mọi người ơi, combo 2 loại bột được giảm thêm việc mọi người ơi. Nào lên chưa, chuẩn bị nào. Rồi lên là mọi người ơi, combo 2 bột trong mã, cộng 1 bún tiết tô. Mọi người ơi, được giảm cho mọi người từ 359 còn 200k chốt đơn mọi người ơi. Chốt đơn. Đây nhá. Một bột tiết tô là 115k, một bột trong mã là 105k, hai cái sản phẩm này là 220k. Và bây giờ chỉ còn giảm 200 thôi, là còn giảm cho mọi người thêm 20 ngàn nữa so với lại giá gốc luôn. Có nghĩa là đã giảm rồi mà còn giảm thêm 20 ngàn nữa, chỉ có 10 mã rồi. Kìa nhiều người còn 160 mọi người, chốt đơn đi mọi người ơi. Chốt đơn 1, 2, 3, chốt đơn 1, 2, 3. Mày yên tâm, mỗi lần mày rơi cái gì trước mặt ta là ta đều nín thở hết. Nào mọi người, chốt đơn đi mọi người, chỉ có 10 mã đó mọi người. Chốt đơn đi, chốt đơn. Chốt đơn. Ông Hồng, cái đây. Ông biết cái cục gì mà nằm ở trong ngơ? Biết. Cục gì? Nào mọi người ơi, 225 lại tiếp tục giảm cho mọi người còn 200. Ở trong đây nè, nhưng mà là... Mọi người ơi, 398 ngàn giảm cho mọi người, 359 ngàn. 359 ngàn giảm cho mọi người còn 220, và bây giờ còn giảm thêm 20 ngàn nữa là còn 200 ngàn. Mọi người ơi, giảm 44%, chốt đơn liền đó mọi người ơi. Chốt đơn liền, Abidam. Chốt đơn đi mọi người ơi. Nào, chốt đơn liền, làm sao phải tính cắt cái đó hả? Cắt đi để trở thành con trai. Cắt nào nữa là con trai. Mẹ, thì con này phải vô duyên quá mẹ. Hôm nay thằng cu đen là tô son là thằng Nghi rồi. Nghi Nghi từ xưa đến giờ rồi. Nó khác nhau đó là con trai. Tao Nghi từ bé đến giờ. Nói chung mình vậy quá. Ôi trời, mẹ quá thật sự rồi. Nào mọi người chốt đơn liền luôn mọi người ơi. Cùng chơm chứ không? Chơi đi. Chơi ai bán được? Chơi. Chơi. Có gì chứ không? Thì ơi. Mọi người ơi. Cái áo chui đó. Mọi người có bôi áo ta nhỉ? Ừ. Có bóng sáng là sao lúc anh bơ vai này. Không quay Chốt đơn. Nó hối đâu? Bồ duyên ghê luôn đó, mày học lại bất cái tính bồ duyên được không? Những cái gì nó liên quan đến răng miệng hay những cái thở mà mày cứ đi dí dí vào mũi người ta là vô duyên, bỏ mẹ đi được. Giờ mày dí mày đi, tao đánh hơi cho mày cái, mày có cảm thấy nó cạnh răng xong nó còn đem lên mũi nó ngửi. Kinh thật đấy. Hãy giải mà. Lên combo 2 loại bánh nha. Combo 2 loại bánh mọi người ơi, combo 2.